cut my hair and go home and sleep. And tonight, tomorrow, with up my hair, come look like big body waving. I like to cut my hair tonight. My time and morning, with up my hair, look girls. And the girls stay look like body waving. Thiếu 3 đồng hả? Ồ, đã bún qua thiếu. Chị ghi dư đi, ghi dư đi. See, the end looks like that, but not right. It's like you did this already. So, see my hair color different.
ngày mà trả 3 ngày. Ngủ à. Em lấy cái 2 ngày mà trả 3 ngày là sao? Đó. Em lấy cái 2 ngày mà nó trả tới 3 ngày luôn. Trả luôn 3 ngày. Hay là không phải? Tại vì cái cũ á, của Du lấy một lần rồi, cái cho Du lấy thêm một lần nữa thì chỉ Du với Du lấy thêm. Có đâu. Ờ. Hiểu không? Cũ lấy thêm lần, lấy thêm một ngày, một vài ngày à. Du lấy một xong ngày, lần sau lấy hai lần. Sao cái Thu mới chỉ Du lấy hai lần nữa. Thì nó mới trả hơn ba cải nó lấy hết. Nó trả rồi. Cải nó lấy để nó qua năm mới rồi nó cho mình ngày ba ngày khác chứ. Được rồi, vậy em dọn dẹp chồng anh đón về. You guys know my hair now. I try 3 color in the bottom. I do light purple, and then in the middle I go look like purple. In the top I go little bit virus, and the root I go double virus. So I use it. So when I feel color fade, and then I come with conditioner color, the treatment the color. The colors not chemical. So this color, they wash out, they fade after wash, look like sitting time or toning time. So this time I try yoga, but we still have. I have fun, you see my curl, I use this number 11, same, the curl 1 inch, and on 300 degrees. That's all, tomorrow, tonight I sleep, and then in the morning, I like to curl my hair tonight, and morning I become more loose way. So you see now, the come look like a lot, look like body. Bye. Have fun. Good night.